mẹ đã sang nhà bạn gái nói chuyện, Công Lý sắp tổ chức đám cưới lần ba. Công Lý là một diễn viên nổi tiếng của làng hài phía Bắc. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng anh lại khá lận đận trên con đường tình duyên. Công Lý từng trải qua hai cuộc hôn nhân chính thức với người vợ đầu tiên tên Khuê, từng công tác ở đài truyền hình Việt Nam và MC Thảo Vân được nhiều người biết đến. Cuối năm 2016, Công Lý khiến nhiều người bất ngờ trước tin đồn anh đang hẹn hò với bạn gái kém 15 tuổi. Thừa nhận rất ngại khi nói về chuyện tình cảm cá nhân, nhưng Công Lý cũng không hề giấu giếm khán giả về người trong mộng của mình. Mới đây là khách mời trong chuyên mục Hot Face, Công Lý đã tiết lộ việc cưa đổ và yêu bạn gái kém 15 tuổi. Cả hai cũng đã có dự định tiến tới hôn nhân. Được biết, bạn gái mới của nghệ sĩ ưu tú Công Lý có tên... Cô từng lọt top 20 hậu du lịch Việt Nam và hiện công tác tại một tờ báo điện tử. Ngọc Hà sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng thanh mảnh cao ráo. Công Lý chia sẻ cả hai tình cờ gặp nhau trong một buổi họp báo. Ngọc Hà đặt vấn đề phỏng vấn riêng. Anh biết cô là phóng viên của một tờ báo điện tử. Cả hai đến với nhau rất tự nhiên, bình thường, không có sự sắp xếp hay là giới thiệu. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng với Công Lý tình yêu không hề có khoảng cách. Anh cũng thừa nhận bản thân không ga lăng, lãng mạn, không nói được những lời bóng bẩy hoa mỹ. Nam nghệ sĩ chỉ thể hiện bằng cách làm đúng với những gì cảm xúc muốn thể hiện. Công Lý tâm sự, bây giờ bảo ngày lễ tình yêu, ngày sinh nhật, ngày 8 tháng 3, làm cái gì cho bạn gái đây? Tôi nói thật là tôi chẳng biết làm gì, tình cảm như thế nào thì như vậy, có thể là bằng một trận cãi nhau chẳng hạn. Người tức lắm nhưng tự dặn lòng, nay ngày lễ tình yêu, sinh nhật nhịn đi một tí. Nhưng tôi thì không như vậy, tôi thẳng luôn, đó là điều hấp dẫn với phụ nữ thì sao? Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi không phải là người nhẹ nhàng, lãng mạn vì thấy ngượng ngượng. Khi nói về đặc trưng công việc bận rộn của bạn gái, bắt đầu cũng tỏ ra hiểu và thông cảm bởi người vợ đầu cũng như Thảo Vân. Tuy không phải là nhà báo nhưng làm MC cũng phải tiếp xúc với showbiz. Anh đã quen với những việc đó rồi, thậm chí là còn hỗ trợ thêm cho Ngọc Hà trong chuyên môn. Anh cũng nghĩ là ở tuổi trưởng thành người ta đến với nhau ngoài chuyện tình cảm, còn kết hợp với nhau hỗ trợ trong công việc sẽ tốt hơn. Công Lý cũng ấn tượng Ngọc Hà với tính cách vô tư, hồn nhiên, thậm chí là tổ tẹt. Nhưng đó là bản chất con người khó có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhưng Ngọc Hà cũng rất chân thành, đó là điều anh yêu nhất ở bạn gái. Sau những va đập của cuộc sống và trắc trở trong chuyện tình duyên, nhiều người hâm mộ cũng như bạn bè sẽ mong Công Lý sớm tìm được hạnh phúc mới của cuộc đời mình. Được biết, bố mẹ Công Lý đã sang nhà bạn gái để thưa chuyện. Nam nghệ sĩ cũng mong mọi chuyện suôn sẻ và đám cưới hạnh phúc sẽ sớm được tổ chức. Công Lý chia sẻ, ai cũng mong muốn điều đó thôi. Những người đồng nghiệp của tôi, người anh của tôi nổi tiếng muộn tình duyên, còn tôi lại mang tiếng nhiều quá rồi. Nhưng ai chẳng mong bến bình yên, chẳng riêng gì nghệ sĩ. Cái này tôi phải tin vào số phận, còn bản thân mình ở tầm tuổi này rồi. Đủ chín chắn để biết một gia đình cần yếu tố gì, thế nhưng mà nó cứ như vậy thôi thì biết làm như thế nào đây?